Mina, tại sao em nổi cáo vậy chứ? Đúng vậy, bạn có vẻ rất tức giận, tại sao lại trở nên giận dữ? Tôi đang phát điên lên đây. Nếu có thể thì tôi đang dạy cho Canada một bài học nhớ đời rồi. Nhưng mà tôi không thể cứ rời mặt suốt được vậy. Nơi khi mọi người phải tự đấu tranh trong cuộc chiến của riêng họ. Tuy nhiên Windu không phải là con người, và cô ấy chắc chắn không phải là người nữa. Cô ta nghĩ mình là một đấng tối cao, như thế thì một vị thần sống rồi. Quái thật ngốc nghếch, tha thứ cho tất cả mọi người. Quái không tranh cãi với bất cứ ai cả. Vậy thì nói tôi nghe đi, điều đó có được gọi là gì? Trả lời tôi biết đi. Và chúng ta nên nói gì bây giờ? Hãy nói bất cứ điều gì bạn muốn. Tại sao bạn lại hỏi điều đó chứ? Nào có chuyện gì hãy kể đi cho quái nghe. Chúng ta có một khách hàng từ sàn điện tử thương mại. Họ rất ưng mẫu sản phẩm của chúng ta. Họ muốn tổ chức một cuộc gặp mặt để thảo luận về hợp đồng và pháp lý. Khi nào chúng ta nên tiến hành cuộc gặp gỡ? Trong 2 giờ tới. Cái gì? 2 giờ hả? Thiên bà, xin mời. Thiên ngài, sẽ không sao đâu. Cô ấy sẽ luôn là quý cô của tôi. Họ là bạn bè cho đến ngày hôm qua, nhưng mà cho tới hôm nay thì có điều đó không ổn với không đầu. Thưa ngài, hãy nhìn kìa. Hãy lấy ít cà phê rồi gửi đến văn phòng. Đi. Như bạn thấy, đây chính là hồ sơ công ty. Bao gồm chỉ số và chất lượng, sự chính chu và sản phẩm đầu ra. Tất cả là bí kíp của công ty chúng tôi. Và như bạn biết, đây là công thức dẫn tới thành công của công ty tôi. Như bạn đã biết thì chúng tôi là một trong 10 nhà bán lẻ uy tín hàng đầu của thành phố này. Vì vậy tôi muốn mọi thứ đều như vậy, rất chuyên nghiệp và hoàn hảo. Đúng, Meda, em có thể thuyết minh một chút được không? Thay mặt cho công ty của mấy. Được thôi, tốt. Chúng tôi đã chuẩn bị có một bản thuyết trình. Đợi chút nhé, đây. Xin anh chú ý, đây là những bộ quần áo mà công ty chúng tôi hoàn toàn sản xuất. Tôi nghĩ là bạn chưa thật sự hiểu. Thực ra đây không phải là điều mà tôi muốn nghe. Tôi đã thấy những thiết kế này trên trang của công ty tôi. Điều này thì tôi muốn thấy là uy tín của công ty, giá trị cốt lõi của công ty và cam kết ở đầu ra của sản phẩm được. Và mọi thứ đến kèm cần có thì một công ty chuyên nghiệp. Nếu có vấn đề gì thì cứ thẳng thắn chia sẻ. À không không, chúng tôi có quy trình chứ. Chúng tôi có mà, có nó. Công ty có một bản trình bày báo cáo chi tiết, chúng tôi sẽ gửi nó cho bạn sau. Nhưng trình bày gì cơ? Phần diễn giải đó chúng tôi đã thống nhất ở xưởng. Thực ra quái đã quên nó ở đó, xin lỗi vì sự cố này. Và chúng tôi sẽ gửi nó cho bạn sau nhé. Không sao đâu. Ui, đây là trang bán hàng trên mạng. Không, Beauty, không phải từ Internet. Đây là phần giới thiệu quần áo Sparta, người mà chúng ta đã quên đồ ở xưởng do nhầm lẫn. À, làm vậy à? Lần tới chúng tôi có thể cho bạn xem được không? Dân. Dân, chúng tôi sẽ cho bạn xem. Giờ thì bây giờ chúng ta sẽ thảo luận những điều quan trọng được chứ? Ý cô là sao? Cái này chỉ tốn một phút thôi. Đây là danh sách, đây là bảng giá của trang phục. Và danh sách đầy đủ à? Tôi sẽ lý giải với bạn nếu cần. Tôi giận. Meda, nếu tôi không nhầm thì bạn đã nói với tôi rằng cô ấy là người đứng đầu tài chính của công ty bạn. Phải chứ? Đúng vậy. Meda, em có chắc là em sẽ có thể giao hàng đảm bảo về cả chất lượng và số lượng không? Dân, chúng tôi sẽ làm điều đó. Đây là một đơn đặt hàng lớn, sẽ có nhiều cuộc đàm phán về tài chính và lãi suất. Bộ phận thương mại của chúng tôi sẽ phối hợp với bộ phận tài chính của bạn. Và bạn có chắc chắn rằng bạn có thể để cân được tất công việc lần này chứ? Dân, đừng lo lắng quá, chúng tôi sẽ sắp xếp tất cả những điều đó, cả tài chính và sản xuất. Sẽ không xảy ra vấn đề gì khó đâu. Chúng tôi sẽ có thể hoàn thành chúng chỉnh chu. Dân,
chúng tôi chắc chắn sẽ dùng hết sức mình để đạt được độ hoàn thiện tốt nhất cho khách hàng. Được rồi. Vậy thế phiền bà một chút. Cho tôi xin một lát nhé, tôi sẽ quay trở lại ngay. Được. Mấy phút thôi nha, được. Đi nào, đi ra. Rotana vẫn còn ở đại diện chứ? Dạ, quái đi khỏi rồi thưa ngài. Quái còn có những cuộc gặp khác nữa. Dạ, dân quái nói là sẽ không đến xưởng vào ngày mai. Này cô nghĩ sao? Liệu họ có thể tiếp đón chúng tôi không? Không, thưa cô. Có vẻ như là họ đang tham dự một cuộc gặp mặt đối tác như vậy và lần đầu tiên. Như vậy thưa cô, làm ơn đừng quý đơn hàng, chúng tôi sẽ làm tốt nó. Giống như công ty của cô, xưởng chúng tôi tin vào chất lượng, sự tinh xảo và mức độ hoàn thiện, và cô sẽ không có bất kỳ sự không hài lòng đến từ sản phẩm của chúng tôi. Tôi rất xin lỗi Meta, chúng tôi đang nói chuyện với một vài người ở các xưởng khác. Quản lý của chúng tôi đã ưng sản phẩm, tôi sợ rằng tất cả các bạn sẽ không có thể hoàn thành đơn hàng. Không, tôi có mà. Hãy cho chúng tôi một cơ hội. Chúng tôi nghe đầy Meta, chúng tôi không nghi ngờ chất lượng sản phẩm của bạn, nhưng mà tôi không chỉ hy vọng bạn hiểu rằng đây không phải là tiêu chí duy nhất mà. Thế chị Meta, chúng ta thỏa thuận tài chính về tiền bạc rất chuyên nghiệp, và chúng tôi nghĩ các giao dịch tài chính của chúng tôi sẽ không được hợp nhất về công ty của bạn. Đó là điều tôi quan ngại. Thật sự rất vui được gặp bạn. Mong được gặp lại bạn nha, hãy bảo trọng. Cảm ơn rất nhiều. À nhưng trước khi bạn đi thì tôi nghĩ bạn nên tuyển chọn thêm một vài nhân viên nữa trong công ty của bạn. Đây là một công ty khởi nghiệp và bạn sẽ cần chuyên nghiệp hơn cái cách mà các xưởng nhỏ khác đang làm, và đương nhiên là công ty của bạn sẽ phát triển hơn. Tôi nghĩ là bạn hiểu điều đó chứ. Chúc may mắn. Cảm ơn Dân ạ. Bây giờ đừng có chạy đi khóc lóc với ma nữa, giải phàn nạn cho anh ấy, về tôi nữa. Và cũng đừng cố nói xấu anh đấy, biết điều. Hãy tránh xa Amasa. Biết điều. Biết điều, ít nhất bà hãy lắng nghe tôi. Rotana không muốn nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Và người phụ nữ sắc đá đó, Meta, sẵn sàng đánh dở đầu tôi. Chỉ có bạn mới có thể ở đó. Chỉ khi là bạn mà tôi mà có thể tin tưởng. Tại sao lại là tôi chứ? Tôi cũng giận bạn nữa. Bạn đã phá vỡ trái tim bạn thân nhất của tôi rồi. Tôi không muốn nói chuyện với bạn nữa. Nhưng cho tôi cơ hội đi, để giải quan cho mình. Chỉ khi đó tôi mới có thể để chứng minh được tôi trong sạch chứ. Lẽ ra bạn đã nên nghĩ về điều đó sớm hơn. Đây là những gì bạn xứng đáng giận. Tôi thừa nhận điều đó mà tôi nói dối. Nhưng hãy nghe ý lý do của tôi chứ. Bây giờ điều quan trọng là sao hả? Nói tôi nghe xem. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy bạn, khuôn mặt đau khổ của Ratana lại lóe lên trong tâm trí của tôi. Chúng tôi vốn là những người thuộc tầng lớp trung lưu, đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như hiện nay. Họ đang cố gắng duy trì hạnh phúc bằng cách nào đó, và bạn đã thêm dầu vào lửa. Bạn chẳng hiểu đâu. Bạn chính xác là nhân vật chính trong chuyện cổ tích cậu bé chăn cừu. Bạn có thể đánh giá tôi tùy bạn muốn, nếu điều đó xoa dịu bạn. Nhưng xin hãy cho tôi một phút thôi. Nhưng tất cả các bạn cảm thấy tôi rất tồi tệ. Xin lỗi. Nhưng mà tất cả các bạn sẽ khác đi nếu tôi không giàu có, nhưng là một kẻ lang thang phải không? Tôi có tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Tất cả những gì tôi đã làm sai không được nói cho cô ấy biết. Hơn nữa tôi không để tiền cản đường tình yêu của tôi. Điều đó chưa đủ xứng đáng sao? Đó là lời nói dối của tôi. Bà có nghĩ rằng tôi là đứa con hư của một người cha giàu có không? Thật ra ba tôi đã cố gắng sửa tôi. Ông ấy không muốn tôi phải làm vậy, có được mọi thứ một cách dễ dàng trong cuộc sống. Nếu ông ấy muốn thì ông ấy có thể biến tôi thành chủ sở hữu và một vị trí quan trọng trong công ty của ông ấy rồi. Nhưng mà ông ấy đã không làm điều đó. Và ba tôi đối xử với tôi như ông ấy sẽ đối xử với một người bình thường. Ông biến tôi thành thực tập sinh trong công ty riêng của ông. Ông ấy muốn tôi học được bài học ở góc khuất cuộc sống. Mình đưa à, nếu tôi muốn tôi sẽ chỉ lên chiếc xe có máy lạnh và bước vào trong phòng của tôi. Đó không phải là máy lạnh. Nhưng mà không, ba tôi muốn đi du lịch bằng tàu bình dân. Ba giờ mấy muốn tôi làm quen nhiệt đó, và ba muốn con luyện tôi trở thành nhân viên giỏi nhất của cánh tay phải của ông ấy.
Và đó là lý do tại sao bao tôi tuyển tôi với cưng của Ratana. Và cô ấy không chỉ cánh tay phải đắc lực, cô ấy cũng là một người bạn tốt nhất, con cái tốt nhất và người chị tốt nhất. Cô ấy chính là người tuyệt vời nhất trong tất cả mọi thứ. Và cuối cùng tôi đã kết thúc. Tôi đã yêu cô ấy. Và vì lời nói dối này đã trở thành một phần của tôi, tôi đã không thể hiểu được làm thế nào để nói cho cô ấy sự thật. Cuối cùng khi tôi đã quyết định nói ra thì cô ấy đã kiểm tra trang web của công ty và tìm thấy thông tin của tôi trong đó. Kế hoạch của tôi đã thất bại. Và bây giờ bạn hãy kể tôi nghe về Bi Đương. Tôi đã sai ở đâu nào? Chắc hẳn là bạn cũng đã nói dối ai đó tại một thời điểm trong cuộc sống của bạn phải không? Và cả hai đứa đã và đang diễn những kịch này trong những ngày qua. Con đã đang phản bội lòng tin của ta. Chỉ vậy thôi sao? Thời gian của tôi thật lãng phí. Nhưng ý định của tôi thì không. Ratana không cố gắng để hiểu được điều gì đó đâu. Mindu à, tôi cần làm gì bây giờ? Bạn đừng lo lắng, tôi sẽ thử nói chuyện với cô ấy. Quý bà và quý ông đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Chỉ cần thông báo cho họ rằng tôi đang đi họp. Tôi sẽ không thể tiếp đón vào ngày mai. Hãy quay lại sau. Tôi muốn hỏi bạn một vài điều. Bạn có luôn luôn giữ mãi nụ cười không? Ý tôi là bạn đã từng như vậy mãi chưa? Cảm thấy buồn về điều gì chưa? Cô nói gì vậy thưa cô? Ý tôi là tôi có cảm xúc. Tôi không làm bằng xi măng. Ý tôi là đôi khi tôi cũng cảm thấy buồn. Nhưng mà mỗi khi tôi buồn, tôi sẽ nghĩ về nỗi đau của người khác. Tôi sẽ nghĩ về nỗi đau của người khác. Vấn đề của họ khiến vấn đề của tôi chẳng thấm thía vào đâu. Vậy suy cho cùng, chuyện khó nói của tôi có cần suy nghĩ thêm không? Trong khi cuộc sống của tôi, lời hẹn thề sắc son này chúng chỉ là tạm thời. Bạn không dám quên đi. Bạn đang cố gắng để biến điều đó thành hư không hả? Alo Bindu, bạn tới nhà chưa? Rồi. Tôi về đến nhà rồi. Bạn cảm thấy thế nào hả? Có ổn không? Đúng. Tôi không thể hiểu bạn, điều gì xảy ra vậy? Ý tôi là tất cả mọi thứ ở công ty ổn chứ? Ý tôi là Virai. Bindu, đừng nhắc đến Delta nữa. Tôi không muốn nói về anh ấy. Được thôi, Ratana. Bindu, làm ơn hãy suy nghĩ ra mấu chốt đi. Điểm chính là tôi nghĩ bạn phải nói chuyện với Virai một lần thẳng thắn. Đây chỉ có thể là một sự hiểu lầm. Nào, chờ tí nhé. Bạn đang ủng hộ Virai hả? Không, ý của tôi là bạn bảo vệ anh ta sao? Bạn là bạn của tôi hay là của anh ta? Bindu, tôi nghĩ bạn rất tốt. Nếu kẻ trộm ăn trộm cái ví của bạn thì bạn cũng hãy tha thứ cho anh ấy. Bindu à, tôi sẽ kể cho chuyện này chứ. Này, đừng nghĩ nữa, tất cả mọi người đều tốt như vậy. Theo như Virai được biết, anh ta là một kẻ lừa đảo. Anh ta chắc chắn là một kẻ lừa đảo thôi. Điều đó là có thể rằng anh ta là một kẻ lừa đảo cũng có thể rằng như vậy. Vì vậy thì hãy nói chuyện với anh ấy đi. Bindu, tôi không muốn để nghe bất cứ điều gì. Một thứ nữa thì khi tôi giúp đỡ Canada, tôi đã không nhận thức được mình. Tôi đã không nhận ra được bất cứ điều gì. Khi tôi giúp đỡ cô ấy và đưa ra lời khuyên rất nhiều lời với cô ấy, nhưng mà tôi không biết cô ấy định sử dụng đó để chống lại bạn đâu. Nếu biết thì tôi đã không giúp đỡ quấy rồi. Nhưng bạn đang ủng hộ Virai dù biết rằng mọi thứ về anh ta. Nhưng mà Ratada, làm ơn đi Bindu. Dừng lại đi, tôi không muốn nói chuyện đó nữa. Được rồi, để nói chuyện sau nhé. Được chứ, dừng, tạm biệt. Cậu ta bị sao vậy? Cậu ta xuất thân từ một gia đình giàu có. Và cậu ta yêu con. Tại sao con lại có thể hiện thái độ như vậy? Và cậu ta sẽ giữ cho con hạnh phúc. Anh ta là một kẻ lừa đảo. Đừng bị cuốn theo dễ giàu có nữa. Hãy nhìn thái độ của anh ta đi, tâm đức của anh ta nữa.
Nếu chị nói rằng nhà quấy không muốn nói chuyện với anh ấy, tại sao vẫn theo đuổi hả? Đúng rồi, đừng nói được. Xin giữ yên lặng đi, tôi không muốn thảo luận điều này nữa. Con không muốn nghe nữa gì Vi Rai. Hãy để cô yên đi. Hãy nói chuyện với mẹ đi. Thôi kệ đi, cô Bindu à. Làm ơn đừng nói gì cả. Tôi đã hiểu mọi thứ, nhìn thấy gương mặt của bạn. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Làm thế nào để ổn đi? Bằng quyết tâm thôi. Mẹ tôi luôn nói rằng người ta phải có quyết tâm. Bạn thấy đó, bức tường của một cái giếng, nó được làm bằng đá. Nhà kia chúng ta kéo gáo lên như một sợi dây, có vẻ những viên đá đó chẳng hề bị ảnh hưởng. Nhưng sẽ có ngày sợi dây bắt đầu để lại dấu vết, vết hằn trên đó, và dần dần thì dấu ấn sẽ trở nên sâu sắc hơn. Và tình yêu cũng giống như là sợi dây kia, nó để lại dấu vết ngay cả trên đá. Chúng ta chỉ cần xem bao lâu Ratana phớt lờ tình yêu thôi. Tụi nó có đúng không, Virai? Đúng vậy. Bindu và Kangana, cả hai yêu Amma. Nhưng tôi nghĩ tình yêu của Kangana có chút ích kỷ, bởi vì có một số động thái kỳ lạ trong tình yêu của cô ấy. Nhưng cậu thấy đấy, Bindu, bạn biết cô ấy chung thủy như thế nào? Tương tự như vậy, tình yêu của cô ấy đối với Amma cũng là tình yêu đích thực. Nhưng Amma không biết rằng Bindu yêu anh ấy thật lòng, và bác sĩ Amma yêu Kangana. Nhưng Bindu nghĩ đúng, tình yêu luôn luôn chiến thắng tất cả. Nhưng liệu có khả năng thật không? Cô Bindu, cô có chắc không? Tình yêu đích thực luôn chiến thắng là sao? Vibrice, bạn có chắc chắn rằng yêu Ratana thật sự không? Phải không? Thế là xong. Anh Ba, để mẹ làm cho. Anh Ba. Được rồi, mẹ làm cho không? Để con tự làm. Con tự làm được mà. Bindu, bạn có thích thẻ này không? Nó rất hay. Anh làm cái này hả? Cho riêng tôi à? Tôi không biết chuyện này thế nào nữa. Nó thật dễ thương mà, rất đẹp. Thật sự đi. Mẹ tôi luôn nói món quà được mua chỉ là một món quà, nhưng một món quà đó làm tặng cho ai đó sẽ nói lên cảm xúc của một người. Có cái gì đó bên trong, kiểm tra nó đi. Chắc chắn rồi. Có hai cái tên được viết trong đó. Đây là hai bệnh nhân ngày mai sẽ đến kiểm tra. Bên đường tôi đang tham gia công việc Sagidi Panpoa, và mọi thứ đều trở thành có thể bởi vì bạn, mẹ của bạn và lời nói của bạn làm tôi... Bên đường, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì hả? Nói tôi biết đi Bindu. Có một điều đó, đôi khi bạn xoa dịu lên người anh ấy
đôi khi chữa lành những vết thương. Không có ai khác làm sao ở nhà để làm tất cả việc này hả? Sự thật là bạn chỉ cần vài lời giải thích để chạm vào âm ma. Trả lời đi, Kangana đang gọi đó. Không, đầu tiên bạn hãy nói với tôi chuyện gì xảy ra vậy? Thì tôi có thể hỏi anh một cái gì đó không? Dạ anh trả lời điều đó chứ. Chắc chắn rồi, hãy hỏi tôi đi Video. Ví dụ như khi tôi chăm sóc anh và khi tôi đưa thuốc cho anh, khi tôi ân cần với anh mọi lúc, anh không thích điều đó sao? Cái gì cơ? Ý tôi là anh chán ngấy chưa với tất cả điều này chứ? Cô nói gì vậy Bindu? Bất cứ điều gì cô làm đều khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn và chúng khiến tôi hạnh phúc hơn. Bindu, nhường tay tôi có hồi phục hay không là có một điều hoàn toàn khác. Nhưng mà tinh thần chiến đấu của cô mang lại cho tôi sức mạnh để không bao giờ bỏ cuộc.